lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tý. Vận trình của người tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch này sẽ đón những vận may nào? Liệu xui xẻo có ghé đến? Hãy cùng lịch ngày tốt tìm hiểu ngay sau đây. Về tổng quan, vận trình của người tuổi Tý có nhiều điểm sáng trong tháng 7 âm lịch này, từ trong công việc cho tới chuyện tiền bạc hay mặt tình cảm. Khi bạn hiểu rõ vai trò của mình trong từng việc, có góc nhìn lạc quan thì mọi thứ cũng sẽ thuận lợi hơn. Sau đây, lịch ngày tốt mời quý chị và các bạn tham khảo chi tiết vận trình tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tý theo từng phương diện cụ thể như sau. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Tý tháng 7 âm lịch năm 2022. Bước sang tháng mới, người tuổi Tý dù chưa có kế hoạch nào đột phá hoặc thực hiện những việc lớn nào, nhưng may mắn là mọi thứ đã đi vào khuôn khổ. Nhìn chung, những lo lắng trước đây của bản mệnh sẽ được giải tỏa. Tháng này có thai nhập mệnh, giúp cho tinh thần của người tuổi Tý trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Với thành quả nhỏ đang có, bạn bắt đầu mơ mộng hơn về một điều gì đó lớn lao hơn trong tương lai. Với những gì mà bạn học hỏi được thì hãy thử thực hành vào cuộc sống, nếu có sai sót thì cũng đừng ngại. Hãy giữ vững niềm tin rằng, chăm hay không bằng tay quen, cứ thử đi thử lại và làm nhiều lần thì bạn sẽ trở thành thuần thục lúc nào không hay. 2. Tử vi tài lộc tuổi Tý tháng 7 năm 2022 âm lịch. Bát bạch nhập cung chính tây, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt. Liệu người tuổi Tý có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy túi hay không? Hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút. Tháng mới, hứa hẹn con giáp tuổi Tý có tài lộc dồi dào mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Vì đây là tháng cô hồn nên bạn cũng không quá kỳ vọng. Thế nhưng khi chính tài ghé thăm mang đến tin vui về tiền bạc thì hãy cứ sẵn lòng đón nhận. Tháng 7 âm lịch này, bạn có của ăn của để. Với số tiền tiết kiệm được sau thời gian dài không dám chi tiêu thì thực sự là thành quả đáng mừng. Có thể bạn sẽ bắt đầu nghĩ tới việc mua sắm, chi tiêu hoặc là mua ngay món đồ xa xỉ mà mình thích để thỏa mãn hay bù đắp cho những thiếu thốn trước đây. Thế nhưng cũng nên nhớ rằng đó có thể chính là cái bẫy tài chính rất nguy hiểm. Nên nhớ rằng dù có kiếm được nhiều tiền hơn thì cũng đừng vội thay đổi phong cách sống của mình. Nếu có thể thì hãy theo đuổi lối sống tối giản một cách thông minh vì đó chính là cách mà bạn vừa đảm bảo được cuộc sống vật chất lẫn tinh thần nhưng cũng không bao giờ hoang phí số tiền mà bạn làm ra. 3. Tử vi tình duyên tuổi Tý tháng 7 âm lịch năm 2022. Tam hợp nâng đỡ giúp cho vượng nhân duyên, những cặp vợ chồng tuổi Tý cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi tình hình tài chính cũng đã được đảm bảo. Người độc thân cũng rất vui với những cuộc hẹn hò với người khác giới. Hứa hẹn bạn sẽ tìm được một nửa ưng ý trong thời gian này. Tháng 7 âm lịch này, con giáp tuổi Tý cũng trở nên mơ mộng và có phần thiếu thực tế hơn trước đây rất nhiều. Hãy biết hạnh phúc và hài lòng những gì mình đang có. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Tý tháng 7 năm 2022 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm lịch nhận thấy ảnh hưởng không nhỏ của bạch hổ hung tinh mang điềm báo không tốt, bất lợi cho sức khỏe của con giáp tuổi Tý trong tháng này. Nếu ai đang có bệnh thì nên tìm cách chữa trị kịp thời. Bản mệnh cũng chớ nên vì ham công tiếc việc mà làm việc quá sức. Đây là thời điểm lý tưởng để cân bằng lại cuộc sống khi mà các dự án của bạn đã ổn định hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên chăm sóc sức khỏe của mình đúng cách, đừng quá phụ thuộc vào thuốc thang sẽ ảnh hưởng về lâu về dài. 5. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Mậu Tý, hoa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết nhiều người kỳ vọng khiến cho bạn cảm thấy áp lực. Quý nhân, ngọ, mão, tiểu nhân, hợi, tỵ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Tuổi Canh Tý, thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết có người cho bạn lời khuyên vô giá đi theo bạn suốt cuộc đời. Quý nhân, mùi, dậu, tiểu nhân, thân, hợi, màu sắc may mắn, nâu, trắng. Tuổi Nhâm Tý, mộc, nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết bạn ghi điểm vì sự hiền lành và dễ mến của mình. Quý nhân, thìn, sửu, tiểu nhân, hợi, dậu, màu sắc may mắn, đen, tím. Tuổi Giáp Tý, kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết hãy cố gắng tránh xa những mối quan hệ độc hại. Quý nhân, sửu, dần, tiểu nhân, tuất, tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Tuổi Bính Tý, thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết chớ nên bao đồng, quá để ý tới việc của người khác. Quý nhân, mùi, mão, tiểu nhân, mão, thìn, màu sắc may mắn, hồng, xanh. Trên đây là vận trình tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tý.
mời quý anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp sẽ được cập nhật liên tục và sớm nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt. Lịch chúc quý anh chị và các bạn một tháng mới hành thông thuận lợi, bình an và nhiều may mắn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.